shopping.ảo.vn, à, click quên giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopping.ảo.vn. shopping.ảo.vn. Ok, chào tất cả mọi người nha. Lại TikTok căng. Ai ạ? À? Ai TikTok vậy? Nakaro TikTok các bạn ạ. Thấy bạn đặt tên như thế, mình không biết là tóc hay là tích hay là không thấy ai đặt gọi là YouTube à nhỉ? TikTok thì nhiều mà YouTube thì chẳng thấy ai đặt cái tên đấy bao giờ. Thôi thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này về vị tướng John cho anh em xem nha. Trên cái một cái nick mới các bạn ạ. Nick này có cái tên là Cát Tường, như ý Cát Tường ấy các bạn. Trời ơi, mới thò đầu lên cái ông mà gan ga ông ăn sạch lính của tôi luôn. Vãi thiệt chứ. Rồi ăn mạng rồi đó. Và đấy, nếu mà mình không bắn trúng cái chiêu 2 thì vị tướng mà gan ga không thể nào ăn mạng được vị tướng Batman đâu. Mình vừa giúp bạn ấy ăn được một mạng nữa nhá. Đừng có ăn lính nữa nhá. Mình thương. Thương quá trời quá đất luôn, vậy mà ăn lính của mình. Ghê ấy chứ. Chết nè. Do là một cái con tướng mà mình thấy nó khá là mạnh mẽ và đáng sợ các bạn. Mấy bạn kiểu như là rank càng cao là cái con tướng này nó lại càng hot. Ê mới hay chứ. Ngày xưa nó mạnh lắm luôn cơ. Bây giờ nó vừa bị giảm sức mạnh được một xíu rồi, nhưng mà vẫn rất là bá đạo các bạn ạ. Vẫn cứ gọi là ok luôn. Không cấm là mình cứ phải quẩy. Ô chết rồi. Man heo chết. Đấy, thấy chưa. Trời ơi, giúp bot ăn mạng sướng thế. Mình thì chả ăn được mạng nào. Ơi, choáng này, thả này. Ơ, làm gì nhau. Muốn làm cái gì tôi. Bể mông nè. Mình đang sử dụng cái phù hiệu khi mà bắn trúng người hoặc là bắn trúng trụ ấy, nó sẽ được cộng thêm vàng ấy. Ai cha. Chơi luôn, Nakaroth bay vào, lụm luôn một em rồi, chơi nó. Ao. Cố lên, một mảng đầu tiên rồi nha. Vâng, Quy vừa mới đấm mình đi. Ghê quá anh trai ơi. Hư hả bưởi, hai kill. Chết bạn nè. Không có ai trong đó hả? Rồi 4 điểm rồi. Xấy. Con này xấy sướng các bạn ạ. Nhưng mà nó mà ê kìa, có lý. Trời ơi là trời. Mình tưởng qua đấy mình KS được rồi cơ, nhưng mà không ăn được mạng. Lại còn bị thanh niên Batman nó bay vào nó làm cái đùng cái chết luôn chứ. Xui quá. Hỗ trợ nhiều nhất tem luôn kìa. 4 mạng hỗ trợ luôn. Nhiều nhất tem luôn gì nữa. Support được 2 mạng hỗ trợ mà mình hỗ trợ tới 4 mạng lận. Mình đang sử dụng cái phù hiệu đó, đâm ra tiền lúc nào mình cũng gọi là thuộc dạng là top 1 thôi các bạn. Lính mà mình được farm nữa thì cứ gọi là chết thằng Batman này. Ôi ôi, mình thấy nó còn xíu máu mà. Ê, chớp nè, ngáo ngơ trên cành bơ nè, chớp nè, 1, 2, 3, chớp với Hảo nè, ba em, vô đây mà làm mồi cho Hảo đi, bơi hết vô đây, xả luôn các bạn, mình xả đạn xuống lắm, piu, bụp, ấy, chà, phê chúa, nhưng mà trận này xui cho mình đó chính là không có vị tướng support cho nó đỡ đòn ấy. Đỡ đòn hoặc là đấu sĩ support cũng ngon. Trận này pháp sư đi support. Chớp. Mình chắc chắn sẽ không được cái sự bảo kê gọi là nhiều đến từ pháp sư. Mà ngân ga đi support thì không thể nào bảo kê nhiều được các bạn. Ái chà chà. Nào ơi, quánh nó bạn ơi. Đúng rồi, quánh nó đi. Cái thằng John này ý lộ. Batman chứ. Tự nhiên chửi mình luôn. Trời ơi, mình thật là kỳ quá. Na. Và đây là Na TikTok. Morai. Bụp. Quá đã luôn. Mình thấy bây giờ người ta làm TikTok á, nó dễ lên view hơn là làm YouTube các bạn. Tại vì sao? Tại vì TikTok nếu mà hên các bạn được lên xu hướng một cái là các bạn sẽ có rất là nhiều người biết tới. Còn làm YouTube thì thực sự là không thể nào mà lên được xu hướng các bạn. Khó cực kỳ luôn. YouTube nó khó lắm. And...
Bởi vậy đâm ra giờ idol TikTok rất là nhiều, còn làm YouTube thì ít lắm. Chơi nè, chơi nè. Ủa ôi, xong phim rồi, xong phim rồi đi về. Để hôm nay mình xong kiếm với cả một idol TikTok xem. Bá đạo cơ. Bá đạo. Ôi, 6 kill. Wow. Bắn phê thế. Các bạn thường thường ấy, mình thấy rằng rất là nhiều bạn hay lên cho nó cái giày. Cái giày gì ta? Cái giày du mục cộng với cả cái song đao bão táp. Nhưng đối với mình sẽ không lên như thế. Mình sẽ lên giày kiên cường và lên cho nó cái vũ hùng tàn. Có thể các bạn không biết, cái cây song đao bão táp nó không giống cái giày kiên cường. Anh em biết tại sao nó không giống không? À, mình đố các bạn biết cái nội tại nó lại khác nhau ở chỗ nào đấy. Nhiều bạn, mình thấy rằng mấy bạn cứ nghĩ rằng là lên giày du mục xong rồi lên song đao bão táp là khỏi cần lên giày kiên cường tại nó trùng nội tại. Nhưng mà thật sự nhiều bạn có thể không biết, đặc biệt là bạn có rất là nhiều bạn chơi lâu năm rồi cũng không biết điều đấy đâu. Có một điều nó không giống như là các bạn suy nghĩ đâu, nó khác lắm. Nếu anh em nào mà biết rồi thì có thể comment ở dưới phần bình luận. Còn anh em nào mà chưa biết thì có thể comment, hoặc có thể các bạn phản pháo lại để mình là clip sau mình giải thích cho anh em xem. Và bây giờ mình sẽ lên cung nhá. Piu, 1, 2, bèo. Ôi dồi ôi, không được rồi. Chiu, bum 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 bum. Đó. Nào, bam. Do này đứng xa nó tỉa này các bạn. Đấy, nó tỉa được. Ơi. Rồi xong tới công chuyện với thằng Diêu luôn. Thiệt tình. Nó đứng nó rình mình từ lúc nào rồi. Khá phết nhỉ. Úi giời, bay vào bay ra chiu luôn, ghê. Anh em đi chung đi. Mình phải đi cùng với cả con Alistair này mới ngon được các bạn. Thằng Zeal nó bay vô phát là Alistair ulti là mình bập nó liền. Chứ để cho thằng Zeal nó lộng hành quá. Chơi nè. Bùm. Chỉ cần mình đứng ở tận nhà nhưng mà mình bắn trúng cái chiêu 2 vào người của tem bạn ấy là mình cũng sẽ được vàng nhá, cộng thêm vàng cái phụ hiệu. Phê lắm. Rồi ôi mấy thanh niên núp trong bụi. Núp ở trong cái bụi ấy, mình bắn cho phát một thằng chạy bên phải, một thằng bẹ bên trái, gọi là chạy tùm lum luôn. Nó thấy mình bị lộ vị trí rồi nó chạy thôi. Yo. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Hảo tới gì đây? Nào. Này thì xạo này. Piu. Trời ơi, phát đấy mà. Sấy thêm phát nữa chắc là đi luôn quá. Sấy hơi chậm, sấy nhanh thêm tí là tẹo rồi. À, mọi người xem này. Chạy đâu chứ khỏi nắng. Nó không chết kìa. Ôi vãi. Vậy mà không chết. Thế nó mới ghê chứ. Bạn chạy đi. May á. May cho vị tướng may là vị tướng quy á, nó chạy ngược lại. Mình mới ăn được, chứ nếu không là thanh niên Butter và Lai lụm lúa rồi. Mình sẽ để lại cái con bù đỏ này cho rừng nhá. Chứ không mất câu ăn của bạn ấy là lạ oé, chết luôn á. Mình cũng thèm lắm á chứ, thèm bù đỏ lắm á chứ, nhưng mà không lên ăn con đó. Mít ơi, đi chung với Mít ơi. Tem bạn có khả năng nó sẽ ăn con Kasa kìa. Ủi rồi, đánh nhau rồi. Mít em mình đi lẻ thế. Mình chả hiểu sao cái Mít em mình đi lẻ luôn. Alistair đi lẻ vậy, nó đánh chết đấy. Piu. Vô đây. Bơi hết vào đây. Rồi, Batman nó bắt cóc khắp diêm Alistair rồi. Ơi, cứu mình với các bạn ơi, cứu mình với. Chết hết 2 người luôn. Không chịu đi chung. Đi lẻ cho chết luôn. Mít khôn thế hả? Mít khôn thế. Sao bạn Mít bắn khôn thế? Khôn quá trời quá đất luôn. Yo. Mình sẽ đứng mình ôm trụ chờ đồng đội mình nó ra nhé. Batman chết rồi. Xem bạn còn 4 người, xem mình có 3 người.
Đây, 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 đằng giữa hoặc đằng dưới kìa booster. Giờ này muốn ăn thắng được là phải ăn được con Kasa các bạn. Ai cha, ai cha, ai cha. Đẩy cái thằng Zil này về luôn, bướng à bưởi. Oh, 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 wow. Wow, chơi nó. 4 điểm rồi. Này này xảo xảo. Oh, nè. Đâu rồi? Không chết à? Chán thế. Giờ mình sẽ lên cho nó cái cung tà ma tiếp theo nha. Lên cung tà ma mới được các bạn ạ. Cho nó phun chí mạng luôn, bắn cho nó sướng. Giòn thì các bạn cũng biết rằng cái nội tại của nó sấy pha 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 pha. Nếu mà mình lên càng nhiều chí mạng thì cái nội tại đó cũng càng nổ chí mạng nhiều, nó sẽ pha 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 pha. Trời ơi phê. Lên cung tà ma mình thấy nó ngon hơn là lên cho nó cái nanh Fenri nha. Tại vì sao? Cái cung tà ma nó có hút máu nữa các bạn. Mà trang ngọc của mình thì hút máu nó rất là thấp, chỉ có 4,6% thôi. Nói chung là 4% hút máu mà không có thêm cái món trang bị nào hút máu nữa thì nó sẽ trong combat sẽ khá là dễ bị tạch. Còn đây cung tà ma nó có chí mạng cộng thêm hút máu nữa. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ngựa, ngựa. Ngựa hả? Bay vô, bay vô, bay vô đây. Hai em double. Hai em double. Trời ơi, ôi ủi choáng kìa. Ôi trời ơi, 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 trời ơi. Trời ơi, trời ơi, cheat bo kill. Cheat bo kill, cheat. Xíu nữa là đừng qua đây kill rồi. Các bạn nhỉ? Xíu nữa đừng qua đây kill rồi. Yo, Nagoroth. Vâng, đây là Nagoroth TikTok. Cái gì đây? Cái gì TikTok gì đây? Ôi trời ơi, lại ông luôn đấy. Ông làm gì vậy? Làm vậy mà cũng nó hiểu kiểu gì luôn các bạn. Vãi na thiệt chứ. Toàn quá toàn. Bay vô chém. Xong rồi tự dưng lại tính chạy đi. Thế Van Heel nó bắn được bụp 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 bụp. Đến lúc bật chiêu cuối á. Phải mình thì mình bay vô chém. Cái mình chém chiêu cuối cái mình đi về là xong rồi. Nó có lúa rồi đi về thôi. Đây đi vào chém cái xong rồi tính chạy đi. Chả hiểu kiểu gì. Thôi chung đi anh em, mình sẽ ăn cái con bồ đỏ này luôn nha. Không nhường cho Na nữa đâu. Tại vì giờ này mình mới là người gọi là cầm cái cán cân công lý. Thắng bại là tại zone. Chứ Na giờ này thì hết rồi. Không còn gì để mà múa nữa rồi. Rồi xong tem mình chết hết trơn luôn. Chết mất booster luôn. Cứ đi lẹ 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 lẹ. Cứ đi lẹ lẹ này. Yo. À đây 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 có lúa này. Một mạng đầu tiên. Yo keo. Ôi dồi ôi double kill luôn. Chơi nó. Bật cung tà ma lên mà xóa đi anh em ơi. Xóa đi anh em ơi. Chơi à. Chơi. Chiu. Quá đã. Một mình tôi cân hết. Lung quét sạch luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Lêu 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 lêu. Trời ơi hoa đây kêu luôn. Khỏe thế nhờ. Cũng may có cung tà ma đâm ra mình còn sống sót được tới thời điểm hiện tại ấy. Không có cung tà ma phải đấy chết chắc rồi. Cung tà ma nó có hút máu mà. Bắn sướng quá các bạn. Bởi vậy đâm ra anh em rất là thích chơi giòn là vì lý do đó đó. Nghe thấy mình ghê chưa. Pam 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 pam. Cha 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 cha. Cha pam pam. Rồi ok. Nãy giờ quên không biết lên giáp hộ mệnh mà lên song đao các bạn. Tào lao thiệt chứ. Bố xanh thì đừng có ăn nha các bạn. Anh em đi AD hay gì đừng ăn bố xanh của rừng nhá. Bố đỏ thì mình AD mình ăn được chứ bố xanh đừng có ăn của nó. Kìa đông quá kìa đông quá kìa. Hay quá lớp tờ ơi lụm lúa đây đúng rồi hay quá. Lượm được 2 kill rồi. Vô vô vô. Một mạng chứ mấy đâu 2 kill. Run 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 nó chạy mất tiêu. Ê ơi 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 anh ơi ơi Batman ơi. Ui trời ơi Batman. Vãi Batman thiệt các bạn ạ. Thật không thể tin được. Quăng cái chỗ 2 hụt mà lao chỗ cuối nó cũng sượt qua mặt mình luôn. Vãi thiệt chứ. Trời ơi nhìn anh Batman mà thấy tội và đấy luôn á. Này đi đâu chạy mất tiêu chết mất ngắc rồi. Rồi xong Zil rồi. Này thì Zil này, Zil này. Rồi ăn Kasa là win, Không à, này có đốt không chịu các bạn. Này có đốt em mình ping là tấn công cái trụ cơ. Tấn công trụ thì các bạn nó ra rồi. On nè. Nagaroth booster nè. Kìa. Booster, booster for lore. Ừ đúng rồi, booster for lore lên win.
nó không được, các bạn nó lại chạy ra nữa rồi. Đẩu săn cái ông Booker, Booker for law nè. Giờ đây, ra hết đây coi nào. Có Alistair ở đây rồi đây. Van Heel ra đây coi. Van Heel sinh. Van Heel sinh này. Có Alistair nó ulti một phát là chết ngay Van Heel mà. Đằng sau mày chết. À đục. Ôi ulti nó. Ulti đúng rồi. Ôi đang ulti. Ôi giời ơi, đang ulti mà sao chết toi luôn rồi. Mi cái thằng Booster này thiệt tình luôn á, tem mình đang on rồi đừng giữa chạy lên cái nó đi đâu mất tiêu luôn, nó chạy xuống dưới nó ngủ ngay ăn lính ở dưới luôn. Vãi. Vậy thì biết thế, mình thấy nó vậy thì thả Booster vào live nó không xuất hiện ấy thì không sao. Là mình sẽ đi mình ra bạn này con Kasa là ngon rồi, nó win rồi. Tự dưng nó chạy theo mình. Xong rồi nó chạy xuống đường dưới nó bỏ mình ở đường giữa luôn vậy á. 19 kill nha các bạn. 16 phút 19 mạng. Trời ơi ăn mạng nó đá gì đâu luôn. Lính này thì hiện tại đang ở rank tinh anh 3 nha. Mình nhận cái lính này lên cao thủ. Lính này hôm bữa mình cũng đã nói rồi, có một bạn ấy đưa tiền trước rồi, xong lính kia là tới lính này luôn. Xong lính này thì thôi, không có ai kêu cái thuê nữa rồi. Mình sẽ cày cái nick của mình thôi. Pew! À, Batman kìa. 1, 2, 3, có chiêu 2. Ủa? Chết rồi à? Ôi vãi. Chết rồi nè. Ôi, bắn sượt qua mắt cái thanh niên gọi là Van Heel các bạn. Tem nó đang ăn Kasa nhá. Mình đi vào không có được các bạn ơi. Mình Booster Fly nó vào thì nó vào, chứ mình đi vào có con Kasa không có được. Rồi, xong bé rồi. Vì sao bé không khóc? Đi vô Kasa nhanh Lister. Biết ngay mà, biết nó ăn rồi đó, nhưng mà không làm được cái gì hết trơn nữa. Tem mình nó có vào đâu, mình AD sao vào. Đánh tem mình nó cứ kiểu đi lẻ, đúng rank tinh anh luôn. Di chuyển chán thiệt. Cứ đi mỗi người một nơi này rất là dễ bị tem bạn nó lật nhá. Khó chơi mới chết. Alistair này. Xong rồi mở gân ga này, Booster và Lai đi chung này, Alistair nó giữ lại cái là mình xả thôi. Play cứ thích đi lẻ cơ, chả hiểu kiểu gì. Ừ, được đi chung rồi này. Mình sẽ sử dụng cái chiêu cuối để mà ăn luôn này con Kasa này nhá. Kasa này, Kasa bạo chúa này. Khá là mạnh. Mình đang mẹ. Mình đang nghĩ thằng Batman đang ở đâu, nó đang dình mình đó. Đang mẹ. Ê, biết ngay mà, thanh niên Batman này dình này. Tôi để dành cho bạn cái tốc biến luôn rồi đó. Rồi lên thôi anh em ơi. Lên thôi anh em ơi. Anh em ơi lên nào. Lên nào. Ôi trời. Nhìn bạn Quy tem bạn bên kia nó tội vô cùng luôn, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo đi lang bang đằng trước mình. Sấy cho đúng hai phát chết tươi. Có biết cái gì đâu. Khổ. À, tem bạn ăn được Kasa mà không lấy được lợi thế à? À, mình có cung tà me bạn ơi. Bật cung tà ma lên bắn chơi nè, 21 kill. Ui giời, được có 21 kill à? Hơi ít các bạn. Nhưng mà John mà ăn được 21 mạng thì nó sấy sướng đến mức độ nào. Tem bên kia bây giờ chắc nhìn thấy John chắc là sợ chết khiếp. Mình đảm bảo với các bạn luôn, tem bên bạn trận sau nó sẽ cấm con John các bạn. Thiệt. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhé. Bye bye anh em. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng lại gian hàng của Hảo ghé xem đi. Các bạn mất nick, các bạn muốn tạo nick mới không? Đừng làm thế, hãy quay vô shop anhảo.org của mình, chọn ngay cho mình một cái nick ra rẻ. Trời ơi, đảm bảo với các bạn là siêu rẻ luôn, siêu chất và siêu uy tín luôn các bạn ơi. Thì hôm nay đây là cái shop nick của mình nó. Các bạn có thể truy cập vào mặt ạc VIP, đừng quên mục này là hoàn toàn trang thông tin nha các bạn. Ôi dồi, giá rẻ như cho luôn á, không ở nơi nào có giá rẻ như vậy đâu. Ví dụ cho các bạn một cái nick này, ví dụ nick này đi chẳng hạn đi, 73 tướng, skin 50, giá bao nhiêu? 250.000. Đây là giá bằng cạc, có thể mua ATM rẻ hơn được một xíu nữa. Vui lòng nhắn tin vào hỗ trợ shop hoặc Zalo cho mình để mà có thể giảm giá thêm một tí nữa, ép giá mình thêm được một tí nữa nha các bạn. Nếu mà muốn mua ATM hoặc là cái nick này 60 tướng, giá bao nhiêu? 150.000. Và bao nhiêu đây? 60 tướng, 250.000. Rất là nhiều tướng nha các bạn. Và các bạn có thể kiếm những cái nick giá cao hơn, ví dụ như nick này chẳng hạn.
rất là nhiều trang phục bằng SS quá trời quá đất, có thể mười mấy hai chục cái luôn. Giá bao nhiêu? 1,5 triệu. Trời ơi có nha. Các bạn nếu mà không tìm thấy được nick ưng ý đúng không? Tính đi nơi khác đúng không? Đừng dừng lại 2 giây. Mấp vào cả tab thứ hai. Ồ. Trời ơi bên này hả? Cái gì đây? Follow tinh hệ đúng không? Lưu bố gì đây? Robot Chen hả? À robot hả? Rồi, ok có luôn. Hoặc là các bạn có thể tìm một cái nick khác. Kéo xuống dưới này. Ví dụ như là ôi giời nhiều lắm. Ví dụ Violet Pháo Hoa chẳng hạn, 350.000. Ép giá mình bằng cách nhắn tin vào fanpage hoa. Hỗ trợ nha các bạn, nhắn tin với admin này nè. Rồi ok, qua thêm tab này nữa này. Trời ơi rất là nhiều luôn nha các bạn. Anh em có thể vào đây mà tha hồ lựa chọn mà lấm lúa lực mất lít. Nói chung là các bạn có thể kiếm một cái nick rất là rẻ luôn. Và đặc biệt thì vô cùng uy tín. Anh em cứ yên tâm vào đúng số của mình nha. Số banhao.org.